Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội 2023 đánh dấu một bước tiến quan trọng cho cộng đồng chạy bộ tại Việt Nam khi lần đầu tiên các chân chạy chuyên nghiệp và người yêu thích marathon địa phương được cơ hội thi đấu trực tiếp và so tài với các vận động viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới trên sân nhà. Cuộc thi đã diễn ra vào chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 10 và được chú ý đặc biệt với sự xuất hiện của các vận động viên nổi tiếng đến từ Ethiopia như Dino Sefi, Aseu Magasa và Zebesa Dabesa. Đây là dịp để thử sức với những cái tên hàng đầu trong làng chạy bộ quốc tế. Dino Sefi, từng là thành viên của đội tuyển Olympic Ethiopia tham dự Thế vận hội London 2012, đã có thành tích ấn tượng với mốc thời gian 2 giờ 4 phút 50 giây để giành vé tham dự Thế vận hội. Điều này đã đưa anh vào danh sách top 5 vận động viên có thành tích xuất sắc nhất tại Thế vận hội London 2012. Mặc dù anh đã 35 tuổi, Dino Sefi vẫn duy trì phong độ xuất sắc và đã về nhất trong nội dung marathon nam 42 km tại cuộc thi Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội 2023 với mốc thời gian là 2 giờ 16 phút 28 giây. Trong phân khúc marathon nữ 42 km, vận động viên Lê Thị Tuyết, từng đoạt huy chương vàng tại SEA Games 32, đã xuất sắc về nhất. Thời gian của cô là 2 giờ 44 phút 36 giây, nhanh hơn kỷ lục quốc gia của vận động viên Hoàng Thị Thanh, 2 giờ 45 phút 09 giây. Được thiết lập tại Giải Điền Kinh Quốc gia năm 2016 tại Hà Nội. Cần lưu ý rằng kỷ lục của Lê Thị Tuyết này chưa được chính thức công nhận do cuộc đua đã thay đổi quãng đường xuất phát so với quy định của Hiệp hội Marathon Quốc tế, EM. Cuộc thi cũng chứng kiến sự xuất sắc của nhiều vận động viên khác nhau ở các nội dung khác, bao gồm vận động viên Bùi Thị Thu Hà đoạt huy chương vàng nội dung marathon nữ 10 km, vận động viên Jeong Seoreng về nhất nội dung marathon nam 10 km. Vận động viên Vang Như Quỳnh về nhất nội dung marathon nữ 21 km và Tống Văn Hoàn đoạt huy chương vàng nội dung marathon nam 21 km. Cuộc thi Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội được tổ chức hàng năm kể từ năm 2018 và năm nay đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn vận động viên với các cự ly đa dạng từ 5 km, 10 km, 21 km đến 42 km. Cuộc thi đã diễn ra trên một quãng đường đi qua 11 di sản văn hóa và địa danh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội.